Dạ vâng, xin được chào mừng quý thầy cô và các bạn đã trở lại với kênh học liệu dạy học free duy thế của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video tiếp theo. Trong cái video này thì mình sẽ hướng dẫn thầy cô cách chi tiết để cách thầy cô có thể xây dựng một cái trò chơi trên PyVoi. Và cụ thể hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho thầy cô đó là trò chơi vượt chướng ngại vật. Thì cái trò chơi này đã được rất nhiều các thầy cô yêu cầu và rất nhiều các em học sinh khi học các em cực kỳ thích cái trò chơi này thầy cô nhé. Thì trước khi đi vào hướng dẫn chi tiết thì mình mời thầy cô và các bạn chúng ta sẽ cùng xem demo qua một lượt cái trò chơi này thầy cô nhé. Mời thầy cô sẽ cùng theo dõi. Rồi đây là toàn bộ cái trò chơi này thầy cô nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn thầy cô cách để thầy cô sẽ thiết kế chi tiết cái trò chơi này của mình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở một cái bản PP mới tinh lên thầy cô nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn cho nó một cái nền thầy cô này. Chọn nền ở đây thì thầy cô sẽ làm như này cho mình nhé. Thầy cô sẽ bấm chuột phải nhé. Bấm chuột phải vào bất kỳ cái chỗ trắng nào trên màn hình này. Trên cái slide này thầy cô này. Rồi chúng ta bấm vào Format Background. Rồi chúng ta bấm vào cái Picture này. Để chọn cái hình ảnh này thầy cô này. Chúng ta bấm vào File. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm đến cái nơi mà chúng ta đã lưu trữ các cái dữ liệu để chúng ta làm trò chơi thầy cô nhé. Rồi. Ở đây mình đã để cái tư liệu về làm trò chơi mình để ra ngoài màn hình desktop này rồi này. Đấy. Thì trước khi thiết kế thì thầy cô là nên chọn là tạo các tư liệu sẵn thầy cô nhé. Ví dụ như về các hình ảnh, âm thanh, nhạc chẳng hạn. Đấy, thầy cô chuẩn bị sẵn rồi thầy cô để sẵn một tư mục ấy. Thì lúc mình thiết kế trò chơi thì nó tiện. Thì đây là mình định để cái hình nền là cái này đúng không ạ? Mình sẽ chọn cái ảnh này. Đó. Đấy, thầy cô có thể căn chỉnh thêm ở đây nhé. Rồi như vậy được cái nền rồi này. Được cái background rồi ạ. Rồi tiếp theo thì bây giờ là mình sẽ chuyển sang mình sẽ chọn đúng không ạ? Cái biểu tượng cái hình người đúng không ạ? Nó hai bạn nhỏ đúng không ạ? Đây ạ, hai bạn nhỏ đang cưỡi trên một cái bút đúng không ạ? Rất là ngộ nghĩnh. Đây là hai bạn sẽ bắt đầu xuất phát. Đó. Thì ở cái này là chúng ta sẽ làm một cái hướng dẫn trò chơi thầy cô nhé. Chúng ta sẽ làm một cái hướng dẫn chơi. Đấy. Hướng dẫn chơi.
Thì đây, mình sẽ tìm một cái hình nào đó thật nó đẹp đẹp một chút. Mình sẽ kiếm một cái khung là đẹp đẹp một chút cho mình đánh chữ thầy cô. Đây. Đó. Thì ở đây cũng phải bấm để hướng dẫn để xem trò chơi thì cho mình copy luôn chữ này cho nhanh thầy cô nhá. Đấy, để mình đỡ phải đánh này, còn có thầy cô thì chúng ta đánh nhá. Đấy, chúng ta mới làm thì chúng ta đánh ở đây thì mình copy luôn cho nó nhanh. Mình bỏ này đi, mình copy luôn ở đây cho nó nhanh này. Đấy. Rồi, ở đây chúng ta sẽ thiết kế cái chữ vượt chướng ngại vật đúng không ạ? Đây. Thì đây. Thầy cô sẽ tạo một cái hình trong suốt, một cái ô trong suốt mờ một chút, một cái ô trong suốt hơi mờ này. Để mình đánh cái chữ vượt chướng ngại vật ở chỗ này. Đấy. Thầy cô có thể để màu xanh này nhé, hoặc chúng ta để màu trắng, thông thường thì mình hay để màu trắng. Màu trắng thì thầy cô sẽ vào cái đây. Chúng ta bấm vào hình, chúng ta sẽ vào cái shape fill này, chọn màu trắng này. Đấy, cái này viền này chúng ta bỏ viền đi. No line này. Bây giờ tiếp tục thầy cô sẽ bấm chuột phải vào đây. Chúng ta bấm vào cái dòng cuối cùng này. Format shape. Đấy, để chúng ta tiến hành là mờ cái hình này đi. Đây, thầy cô kéo thấy cái mục thứ hai này. Show fill này. Thầy cô nhá, solid fill này. Rồi. Thầy cô đẩy lên. Đấy, tức là cho nó trong hơi trong như vậy để mình đánh chữ. Và nó vẫn nhìn được cái hình ở phía sau nữa thì nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái chữ vượt chướng ngại vật ở đây đúng không ạ? Rồi. Và gõ chữ ở đây. Viết hoa luôn này, vượt chướng ngại vật. Rồi, ta phóng to nó lên. Cho dày nó lên. Phông chữ thầy cô có thể chọn bất kỳ phông chữ nào tùy thầy cô nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm hiệu ứng cho cái chữ này. Mình sẽ vào cái mục format này thầy cô nhé. Đây. Chúng ta sẽ vào một cái format này để mình tắt bỏ cái mạng đỡ báo thầy cô nhé. Đây, thầy cô sẽ vào format này, chúng ta sẽ chọn cái ống chữ. Đây, chúng ta sẽ cho cái chữ màu đỏ đi. Cái viền màu vàng đi. Đấy, chúng ta cho to nó lên một chút nữa. Và bây giờ mình sẽ làm hiệu ứng cho cái chữ này thì thầy cô sẽ vào cái mục animation này. Đấy. Thầy cô vào cái mục Add Animation này. Chúng ta sẽ chọn một cái hiệu ứng ở đây là chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng màu vàng này thầy cô nhé. Đây là cái chữ thầy cô chọn hiệu ứng này, tùy thầy cô có thể chọn bất kỳ hiệu ứng nào. Miễn sao cái hiệu ứng nào nhìn nó đẹp với thầy cô là được. Đó, rất nhiều hiệu ứng đây. Cái hiệu ứng này cũng đẹp này. Đó. Rất nhiều hiệu ứng cho thầy cô chọn này. Đó. Thì đây mình sẽ tạo làm cái hiệu ứng nhảy này, chữ này nhảy này thầy cô nhá, cho nó đẹp này. Đấy. Chữ nó sẽ nhảy như này. Đây bây giờ mình sẽ thử trình chiếu để lên xem cái chữ nó nhảy như nào nhá. À. Ở đây chúng ta sẽ để ở cái chế độ này. Ở cái chữ này thầy cô sẽ để ở cái chỗ này, thầy cô bấm vào cho mình cái mục Animation P này. Thầy cô sẽ để cho mình cái mục là Start with Preview này. Tức là khi trình chiếu cái slide lên là chữ nó sẽ tự động nó nhảy luôn. Đấy, thầy cô nhá. Đấy. Tiếp theo là mình ở đây nó nhảy có một lần đúng không ạ? Thì mình muốn để nó nhảy thêm nhiều lần thì thầy cô sẽ vào cho mình cái mục Timing này. Rồi, ở đây thầy cô sẽ chọn cho mình là cho đến khi là một là khi đến khi mình next slide sang slide khác hoặc là khi kết thúc cái slide này. Đấy. Thì nó sẽ chữ nó sẽ nhảy liên tục thầy cô nhá. Cho đến khi mình next sang cái slide khác thì cái chữ nó mới dừng lại. Đấy. Thì ở đây là cái bấm theo trò chơi, ở đây mình sẽ
liên kết nó sang một cái slide mới thầy cô nhá. Mình sẽ liên kết nó sang một cái slide mới để bấm một cái nó sẽ liên kết sang cái slide hướng dẫn trò chơi. Thì thầy cô sẽ vào cho mình cái mục đây, chúng ta sẽ bấm một cái ô này, ô chữ này, thầy cô vào insert. Chọn cho mình cái mục action này. Đấy, chúng ta sẽ bình thường là nó sẽ năn này thầy cô nhá. Nhưng nãy mình copy ấy, bởi mình đã làm cái hiệu ứng rồi thì nó sáng lên. Thì thầy cô muốn là khi mà để bấm vào đây nó sẽ next sang slide tiếp theo ấy, thì thầy cô sẽ tích vào cái hyperlink tool này và ở đây chế độ của nó là next slide thầy cô giải nguyên này. Đấy. Chúng ta cẩn thận chúng ta làm cả cái khung bên ngoài nữa vì ở đây cái chữ mình viết riêng thầy cô này, đây cái ô chữ mình viết riêng. Thì mình làm thêm cả cái khung bên ngoài này nữa này được thầy cô này. Đấy, mình cũng chọn next slide lên. Thì khi bấm vào đây cái thì nó sẽ next sang slide tiếp theo. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ làm một cái slide mới. Rồi cái slide tiếp theo này là cái slide hướng dẫn đúng không ạ? Rồi, hướng dẫn trò chơi thì mình vẫn để lại cái back slide này được thầy cô này. Nó vẫn là cái hướng dẫn đúng không ạ? Lại vào format này. Vậy picture này. Chọn file này. Đấy, chọn là cái tư liệu trò chơi mình ngay đây. Đấy. Hướng dẫn đúng không ạ? Để cho nó về không thì cho nó ra hết luôn. Là hướng dẫn trò chơi. Hướng dẫn trò chơi ở đây thì thầy cô đánh chữ ra thôi. Đấy, đánh chữ ra thôi. Đấy. Đấy thì ở đây mình để cho nhanh thì mình sẽ copy luôn thầy cô nhá. Mình sẽ copy luôn thì mình không phải đánh nữa. Thế còn cách đánh thì thầy cô vẫn tạo đánh y như trên này thôi. Đấy, chúng ta vẫn đánh và chúng ta tạo hiệu ứng. Đấy như bên này thôi. Đấy cái phông này thầy cô thì thích để cái phông xanh được và thích để cái phông trắng được tùy thầy cô. Đấy chúng ta có để phông trắng này lên đúng không ạ? Đây chúng ta lại vào format shape này và chúng ta có thể đẩy cho nó mờ lên một tí này như này. Đấy tùy thầy cô nhá. Đấy. Thì ở đây là nó có những cái bước là cái bước này, nếu mình để phông trắng thì mình lại phải để cái chữ bước này là cái chữ màu khác đi cho nó đậm lên thầy cô đó thì mới nhìn được. Cái ảnh này nó đang bị chèn vào chữ bước đây. Bước 1, bước 2, bước 3, bước 4 này. Đấy, mình cho cái màu đỏ này lên đúng không ạ? Đấy, nhìn cho nó rõ. Rồi giả lại cái bạn này để bắt đầu đúng không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta bấm là bắt đầu đúng không ạ? Đấy, bấm vào đây hai bạn này là bắt đầu trò chơi đúng không ạ? Bây giờ chúng ta bấm vào hai bạn này để bắt đầu trò chơi thì bắt đầu chúng ta sẽ đến cái khâu mà chúng ta sẽ thiết kế thầy cô nhé. Chúng ta sẽ thiết kế design cái hình ảnh lên rồi bắt đầu. Ở đây mình sẽ làm độ hai câu hỏi thôi thầy cô nhé. Đó, hai câu thôi. Còn lại các câu thì thầy cô sẽ làm nó sẽ rất là dễ. Khi làm được một câu rồi thì những câu khác thì nó sẽ tương tự. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ chọn hình ảnh. Cái hình ảnh này bây giờ chúng ta không format được mà chúng ta phải insert thì cô nhé để nó còn chuyển cảnh này. Chúng ta vào cái từ mục insert và chọn cho mình cái picture này. Đấy, cái cảnh đầu tiên đúng không ạ? Bắt đầu sẽ vẫn đi từ đây đúng không ạ? Xong thì sẽ đi đến đâu đó thì thầy cô sẽ chọn những cái ảnh, những cái hình ảnh của mình tùy. Đấy. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái ảnh bắt đầu từ đây đi này. Đi xong thì sẽ đi ra đến thành phố đi. Rồi, cứ tạm thời đấy thầy cô nhé. Hai cái ảnh. Rồi thì thầy cô sẽ phóng cho mình hai cái ảnh này nó vừa vào cái khung slide này thầy cô nhá. Đấy, chúng ta sẽ phóng hai cái ảnh này cho nó vừa vào hai cái khung slide này. Đấy. Cho nó vừa hết cái khung slide này. Kéo nó ra. Rồi. Cái ảnh này cũng vậy thầy cô nhá. Cái ảnh này mình cũng kéo cho nó vuông bằng cái khung slide này. Cái ảnh này thầy cô có thể cho nó vừa cái khung slide hoặc nó không đây này. Tức là hai cái ảnh này thầy cô để ý này. Hai cái ảnh này là nó phải ăn khớp nhau thầy cô nhé. Đấy. Thì là khi mà chúng ta thiết kế hình ảnh ấy thì thầy cô chú ý cái việc này này. Chúng ta thiết kế hình ảnh làm sao nó khớp nhau. Bằng nhau rồi bây giờ mình sẽ group nó lại thầy cô nhé.
Ở đây là căn này vẫn có cái ảnh này chưa được chuẩn lắm thầy cô này. Đấy, nhưng không sao. Cái này thầy cô khi mà chiếu lên thì nó sẽ không nhìn thấy cái viền dưới này đâu. Cho nên chúng ta không sợ, nó chỉ nhìn thấy cái dọc giữa này thôi. Chúng ta không sợ. Rồi chúng ta sẽ để lại hai cái ảnh cho vuông lại với slide. Ảnh slide 1 này. Cho vuông vào slide. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo cho nó cái hiệu ứng thầy cô nhé. Hiệu ứng để nó di chuyển, nó kéo cái ảnh. Đúng không ạ? Thì đây thầy cô sẽ vào Animation. Animation này. Này chúng ta sẽ chọn xuống cái hiệu ứng cuối cùng thì thầy cô này. Monitor Path này. Đấy, thầy cô sẽ chọn để mình ghi cái hiệu ứng đây. Chạy sang bên trái này này. Đấy, để cái ảnh ảnh nó chạy sang bên trái này. Thì thầy cô sẽ kéo cho mình ở đây, thầy cô nhìn thấy cái mũi tên cái chấm màu đỏ này đúng không ạ? Chúng ta sẽ kéo cái hiệu ứng này. Đấy, để cho cái ảnh nó ra đến hết cái viền này, tức cái ảnh một này, tức là khi mà hiệu ứng bắt đầu chạy thì cái ảnh nó sẽ đẩy hết đây là hết, thì đồng nghĩa là cái ảnh này nó sẽ chuyển vào ăn khớp ở đây đúng không ạ? Đây là mình trình chiếu lên cho thầy cô này hiểu, bấm này. Đấy, cái ảnh nó sẽ di chuyển như này, được chưa ạ? Hai cái ảnh nó vào khớp này rồi, được được chưa ạ? Ok. Rồi. Rồi, ở đây thì ở cái bước trên này thì thầy cô là chúng ta sẽ phải làm một cái việc tiếp theo là bấm vào hai bạn nhỏ để vào chướng ngại vật, thì chúng ta đây bấm vào hai bạn nhỏ để bắt đầu hành trình, thì chúng ta sẽ làm cho liên kết slide thầy cô nhé. Thì vào insert bấm hai bạn nhỏ này, chúng ta đây cũng bật cái next slide lên để khi bấm vào hai bạn nhỏ bắt đầu trò chơi thì nó sẽ bắt đầu chuyển sang đây để chúng ta bắt đầu trò chơi đấy. Ok, chúng ta sẽ copy lại hai bạn nhỏ này vào đây. Rồi. Thế này chúng ta sẽ bỏ cái next slide đi thầy cô nhé. Tắt vào đi. Năn đi. Đó. Rồi. Đấy, thì bây giờ khi bấm vào hai bạn này đúng không ạ? Thì bắt đầu cái cảnh nó sẽ chuyển đây. Đấy, thầy cô để ý thấy chưa ạ? Cái cảnh nó di chuyển, thực ra là cái cảnh di chuyển thôi chứ còn hai bạn nhỏ này thì vẫn đây đúng không ạ? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tạo ra cái chướng ngại vật. Đấy. Ta sẽ tiến hành tạo ra cái chướng ngại vật thầy cô nhá. Tức là khi hai bạn này bắt đầu di chuyển thì chướng ngại vật sẽ xuất hiện, thì đây chúng ta sẽ tiến hành ở đây mình vẫn chưa để hai cái chướng ngại vật thôi, mình sẽ tìm cái chướng ngại vật ở trong này của mình. Mình xem nào. Đây giả sử mình lấy một cái khúc gỗ này thôi. Đấy, nó sẽ có một cái khúc cây nó chắn lên đây. Rồi mình bỏ đi, bên viền trắng lên đi. Đây. Phóng to lên một chút. Mình sẽ có một cái chướng ngại vật nó ở đây xuất hiện đúng không ạ? Đó, thì ở đây cái thầy cô cần tạo cái hiệu ứng để cho nó xuất hiện nhá. Thì chúng ta lại vào animation này. Tạo cái hiệu ứng này. Rồi. Mình làm một cái hiệu ứng chọn đây. Đấy. Thì tức là khi mà hai bạn này di chuyển nó sang cái đến cái cung đường bên này không ạ, thì cái cây này mới xuất hiện. Đó, thì thầy cô ở đây sẽ chọn cho mình vào chướng ngại vật này, thầy cô sẽ số mũi tên đây, chọn cái start cái video này, nó sẽ tự xuất hiện. Tiếp theo thầy cô sẽ vào timing và người ta chọn mốc thời gian xuất hiện là khoảng tầm 2 giây đi, 2,5 đi. Đấy, thì cái chướng ngại vật xuất hiện, tức là khi hai bạn nhỏ này di chuyển sang cái cảnh tiếp theo thì cái chướng ngại vật nó xuất hiện này. Đây, bây giờ mình sẽ mở lên. Đấy, đúng không ạ? Thì cái này mới xuất hiện đúng không ạ? Rồi, thế này mình để tầm 2 giây đi. 2,5 thì hơi hơi chậm đúng không ạ? Mình để 2 giây đi. Rồi, chúng ta xem lại nhé. Khi hai bạn này di chuyển này. Đó, thì cái ảnh này xuất hiện nhé, vừa đẹp đúng không ạ? Rồi bây giờ ta sẽ tiếp theo ta sẽ làm cái tiếng động đúng không ạ? Tiếng động thì khi hai bạn này di chuyển đúng không ạ? Nó sẽ có cái tiếng động và những cái hình ảnh xe cộ nó sẽ chạy ở trên này đấy thầy cô này, cái những hình ảnh là xe cộ nó chạy trên này thì ở đây mình sẽ tiến hành mình làm cho thầy cô này. Rồi bây giờ ở đây cái tiếng động thì thầy cô để ý là đây mình sẽ để cái tiếng động vào cái hiệu ứng thứ nhất ấy, cái hiệu ứng chuyển cảnh này này
Đấy, mình chèn vào. Thì để chèn tiếng động thì thầy cô sẽ lên đây. Đấy, chúng ta bấm vào cái ảnh mà có hiệu ứng này thì nó ra ở đây là group 6 này đúng không ạ? Đấy. Thì thầy cô sổ mũi tên này xuống vào tham minh này. Vào effect này. Ở đây mục sound này, no sound đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ chọn một cái âm thanh, tức là ở đây là cái xe bắt đầu di chuyển thì mình sẽ lấy một cái âm thanh ô tô đi. Đấy. Âm thanh ô tô này. Rồi một. Đó. Được chưa ạ? Giờ mình sẽ chỉnh chiếu lên, bắt đầu mình bấm này. Đấy. Đấy, như vậy giờ sinh động hơn rồi đúng không ạ? Rồi. Nhưng mà ở đây là mình muốn là có tiếng xe cộ đi lại nữa đúng không ạ? Thì mình sẽ tiến hành, mình sẽ ghép lại thầy cô nhé. Cái này thì muốn có âm thanh đi lại nữa thì thầy cô phải sử dụng phần mềm ghép. Thì ở đây là mình sử dụng cái phần mềm GoWave này thầy cô này. Đấy, GoWave này thầy cô nhé. Cái phần mềm này cắt ghép âm thanh nó rất là tiện này, nhanh. Đấy, thầy cô nào mà muốn mình hướng dẫn cái phần mềm này thì cái thầy cô cứ comment dưới video thì mình sẽ làm hướng dẫn cho thầy cô sau. Rồi bây giờ ta sẽ chèn một cái âm thanh ở đây. Cái âm thanh này mình đã nối có cả cái tiếng ô tô ở đây. Có cả cái tiếng xe chạy ấy, nó tí còi ấy thì gọi. Đây đây. Đấy, có còi. Đấy. Thế này thì nó mới cứ giống cung đường thật đúng không ạ? Rồi. Bây giờ có còi thì đúng không ạ? Thì mình sẽ tiến hành mình làm cái xe chạy thầy cô nha. Rồi. Xe chạy. Thầy cô sẽ vào insert và chúng ta sẽ search mấy cái hình ảnh ô tô ra. Cái tư liệu mà để mình làm giáo án là nó khá là phong phú thầy cô nha, khá nhiều đây. Rất nhiều ô tô này, mình sẽ lấy hai cái đi, ba cái đi. Lấy ba cái đi. Và cái ô tô này đi. À, cái ô tô này thì không không hợp đúng không ạ? Phải lấy cái ô tô mà nó hướng đầu về một phía này này. Đây mình lấy cái này, lấy cái đen này đi. Đấy. Chúng ta quay nó lại thầy cô nhé. Quay nó lại. Đấy. Rất đơn giản rồi. Thu nhỏ nó lại. Thu nhỏ nó lại một chút. Đây. Điểm xuất phát của nó sẽ bắt đầu ở đây đúng không ạ? Cái ô tô này đấy. Chúng ta muốn cái ô tô nào đi trước đi sau thì chúng ta sẽ tạo mốc thời gian cho nó thôi. Đây. Mình sẽ lần lượt mình làm ba cái ô tô này đi thầy cô nhé. Rồi bây giờ mình sẽ làm những cái ô tô thứ nhất. Thì tương tự như cái hiệu ứng chuyển cảnh nãy thôi. Thầy cô lại bấm vào cái ô tô xong mình vào Illumination. Và mình chọn cái hiệu ứng cuối cùng này. Ngôi sao màu trắng này này. Đấy, và mình chọn chạy sang trái. Rồi. Thì thầy cô đây nhìn thấy cái chấm của nó đúng không ạ? Chấm này thầy cô sẽ kéo. Kéo cho cái xe nó chạy sang hết cái slide bên này đi ạ. Đây. Đấy, thầy cô thấy chưa? Nó chạy sang hết sang đây. Thầy cô để ý cái bánh xe nhá, bánh xe của nó này. Nếu thầy cô kéo đây là cái xe nó sẽ đi mãi trong này này, đi trên này này. Đi đây đi đường thì thầy cô để ý, đó, để ý bánh xe. Rồi, tiếp theo mình sẽ làm hiệu ứng cho cái xe thứ hai. Xe thứ hai vẫn animation đúng không ạ? Vẫn lại chọn hiệu ứng sang trái tiếp, chạy xe chạy tiếp. Ở đây nó đang trục đường, bạn này đang đi cái chiều bên này đúng không ạ? Xe ô tô đi chiều bên kia thì phải đi một hướng thôi, không thể có xe chạy lại được. Mà bên này đã có vật cản rồi thì sẽ không có xe đi đường bên này nữa. Rồi, tương tự như vậy thì mình cũng kéo cái xe này đi ra vút bên này đi. Tương tự như vậy mình cũng sẽ làm với cái xe thứ ba. Rồi, cũng lại Money Path này. Chọn cái led này đây, chạy sang trái đây, rồi lại kéo nó ra, rồi ta quan sát xem nhé, rồi rồi
Bây giờ chúng ta sẽ để cho cái ba hiệu ứng này, chúng ta sẽ cũng để cho nó tự tự động chạy trên thầy cô nhá. Khi bắt đầu trình chiếu này. Đấy. Mình nhấn giữ phím Ctrl ở trên bàn phím thầy cô nhá, xong mình bấm chuột vào cả ba cái xe này, hiệu ứng của ba xe đấy, bấm chọn Start with video này. Bây giờ mình sẽ trình chiếu thử lên để xem nhìn nó như nào đấy thầy cô đấy nhá. Bấm này. Đấy, có tiếng xe đúng không ạ? Nhưng mà xe chạy thế hơi nhanh đúng không ạ? Và thầy cô có để ý là cái xe này nó đang chèn lên trước cái chướng ngại vật này đúng không ạ? Và chèn lên trước hai bạn này như thế thì không được đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải copy nhỉ, cắt hai cái hình ảnh này. Chúng ta dán lại. Đó. Thì là hai cái hình ảnh nó sẽ chèn lên đằng trước được. Đây, xe sẽ đi sau. Xe đằng sau hai bạn này. Đấy, thế là đi đúng rồi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ tiến hành mình căn chỉnh cái thời gian. Xe này sẽ chạy trước đúng không ạ? Rồi. Ở đây là các xe đang chạy hơi nhanh, mình sẽ cho cái xe chạy chậm một tí nha thầy cô nhé, vào thăm mình này. Tốc độ me đi đúng không ạ? Đây mình để trên tốc độ rất chậm rồi, chạy thong thả thôi. Rồi, bây giờ cái xe này màu vàng này là xe sẽ chạy đầu tiên, mình giữ nguyên. Đấy, bây giờ mình sẽ thiết lập thời gian cho cái xe thứ hai chạy này. Đó, vào thăm mình sẽ cho cái xe này chạy sau ngưỡng thời gian là 2,3 giây đi. Đấy. Thì mặc định của nó nãy mình đang chuyển cảnh thứ hai là 2 giây thì nó đang mặc định là 2. Cái này là 3 giây thì cái này mình sẽ để là khoảng 4 giây. Đấy, cứ mỗi xe nó chạy chậm nhau sau khoảng 1 giây. 4 giây. Rồi bây giờ mình thử xem nào. Đấy, ô tô chạy. Đấy. Thế là cả ba xe chạy đúng không ạ? Đẹp rồi đúng không ạ? Thì sau đây là bây giờ là câu hỏi bắt đầu xuất hiện đúng không ạ? Thì thầy cô sẽ bắt đầu lại làm câu hỏi. Rồi chúng ta quay sang trở lại insert. Rồi thầy cô bấm một chữ A này. Thầy câu hỏi này. Đấy, nếu không thì thầy cô có thể bấm một cái home này này. Đây. Cô bấm lên một cái khung đúng không ạ? Tạo một cái khung trắng như nãy. Để cho câu hỏi xuất hiện ở đây. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ làm mô phỏng ví dụ như là bài hát chúc mừng sinh nhật nhạc của giai điệu âm nhạc của nước nào, mình đánh câu hỏi vào. Hát chúc mừng sinh nhật có giai điệu âm nhạc của nước nào. Ok đúng không ạ? Cái này thầy cô muốn làm mờ nó đi thì chúng ta làm tương tự như nãy thôi. Đây chúng ta vào bấm vào format này. Ở cái shape fill này thầy cô để màu trắng này, màu trắng màu xanh thì thầy cô này. Shape outline này. Thì đây mình để cho nó cái viền này được đẹp đúng không ạ? Nếu không bỏ no outline đi. Đấy, no outline thì nó như này đúng không ạ? Nếu không thì thầy cô cứ để cái viền được tùy thầy cô nhé. Chúng ta bấm vào cái giữa cái ô này. Chúng ta chọn format shape này. Chọn là solid fill này. Và cái mục transparency này thì cô đẩy lên để cho nó mờ mờ ra. Đấy như này này, nó hiện mờ mờ ra nó có cả ảnh sau nhìn nó đẹp hơn này. Đấy. Thì cái chữ này đang màu trắng thì đúng không ạ? Mình bấm vào cái ô này thôi, mình chọn cái chữ màu đỏ này chẳng hạn này, màu xanh chẳng hạn để cho nó nổi lên. Đây, màu tím này. Đấy, mình cho to cái chữ lên. Đấy, cho dày cái chữ lên như này. Đúng không ạ? Đấy, bài hát chúc mừng sinh nhật có giai điệu âm nhạc nước nào đúng không ạ? Rồi tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ sổ cái này là hơi nhìn nó hơi chữ chưa nổi đúng không ạ? Mình cho nó mờ lại cái ảnh một tí nữa để cho nổi chữ lên. Đấy. Đấy, thầy cô có thể chỉnh thoải mái nhá. Có giai điệu âm nhạc của nước nào đúng không ạ? Thì đây mình sẽ chọn ra ba đáp án này. Kéo luôn cái này xuống làm đáp án luôn thầy cô nhá. Này nước Việt Nam. Cái đáp án này thì mình để bé thôi. Đáp án này bé thôi. Nước Việt Nam. Nước Anh. Ở đây là nước Pháp. Đấy.
Rồi, bây giờ ta sẽ làm hiệu ứng cho nó thầy cô nha. Làm hiệu ứng cho những cái câu hỏi này xuất hiện này. Thì ở đây chúng ta để ý nãy là cái hình người này đúng không ạ? Nó sẽ chạy mất khoảng 2 giây thì nó mới sang bên này đúng không ạ thầy cô? Thì chúng ta sẽ làm cái hiệu ứng cho những cái câu hỏi này, nó cũng sẽ là 2 giây thì nó mới xuất hiện. Đấy. Thì ở đây mình sẽ làm cho cái hiệu ứng câu hỏi trước này. Animation. Đây, chọn cái hiệu ứng là đơn giản thôi. Ở đây mình muốn câu hỏi nó tự động nó xuất hiện thì mình sẽ để cái mục Start with Period này thầy cô nhé. Tức là khi hai cái hình người nó chạy sang cái slide này, đây, nó chạy sang đây thì cái câu hỏi này tự động xuất hiện chứ mình không phải bấm chuột nó mới xuất hiện. Đấy, thì thầy cô sẽ chọn xuống là Start with Period này và timing này thì cô sẽ đây để cho mình 2 giây này. Trình chiếu luôn, test luôn xem đúng không? Đây câu hỏi thầy cô chưa nhìn thấy đúng không ạ? Bấm này, khi chuyển cảnh đúng không ạ? Đấy, câu hỏi nó xuất hiện đúng không ạ? Thế là đẹp rồi. Rồi bây giờ còn cái ba cái đáp án này đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ chọn cũng chọn hiệu ứng xuất hiện. Đây mình sẽ chọn hiệu ứng nó đi lên như thế này. Và đây là mình sẽ chọn phương án ở đây là kích chuột, được chưa ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành. Vâng, kích chuột thôi, nó mới hiện ra. Rồi chạy sang này. Câu hỏi xuất hiện đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ bấm đáp án này. 1, 2 đúng không ạ? 3 đúng không ạ? Đáp án xuất hiện. Thì đây mà muốn thêm âm thanh xuất hiện đáp án thì thầy cô đúng không ạ? Chúng ta sẽ bấm vào cả ba này luôn. Rồi. Bấm vào chữ timing cho mình. Effect và phần sau này thầy cô sẽ chọn ví dụ tiếng ở đây là tiếng click chẳng hạn. Đấy. Đấy, thầy cô nha. Nào mình test thử luôn nha. Xe cộ chạy rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, nối đuôi nhau còi cũng rất là hợp lý. Một Việt Nam, hai nước Anh và ba là nước Pháp. Rồi thì bây giờ để bấm được vào nó mà xuất hiện âm thanh tiếp tiếp đúng không ạ? Thì thầy cô lại phải làm cho nó một hiệu ứng tiếp theo. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho một cái lệnh trigger thầy cô nha. Lệnh trigger để trong khi chúng ta bấm chuột vào thì nó sẽ có âm thanh này. Thì đây đáp án đúng là nước Anh đúng không ạ? Mình sẽ làm cho nó một cái hiệu ứng riêng. Và hai cái đáp án sai này mình sẽ làm cho nó cùng một hiệu ứng riêng. Đây ví dụ nước Anh này đáp án đúng này. Thì mình sẽ làm cho nó hiệu ứng này lóe lên một cái đúng không ạ? Còn hai cái đáp án sai này thì mình sẽ làm cho nó cái hiệu ứng biến mất. Hiệu ứng biến mất chính là cái hiệu ứng màu đỏ này thôi nhá. Là mình làm hiệu ứng biến mất. Đấy. Đây. Cái hiệu ứng này hiệu ứng biến mất đúng không ạ? Thì thế bây giờ mình sẽ làm trigger cho ba cái hiệu ứng này thầy cô nhé. Cái màu vàng màu đỏ này thôi này. Rồi cái này là đây, chúng ta sẽ bấm vào cái màu vàng này. À, thầy cô để ý này. Thấy cái hình này là Rectangle 17 đúng không ạ? Nước Anh. Thì đây mình bấm lên cái trigger này mình chọn đúng cái 17 đây ạ. Rồi. Cái thứ hai là cái 16 nước Việt Nam đúng không ạ? Chọn đúng cái 16 nước Việt Nam. Tiếp theo cái thứ ba là cái 18 nước Pháp, chọn đúng cái 18. Như vậy chúng ta ba có ba cái lệnh trigger này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chèn cái âm thanh vào ba cái lệnh trigger này. Đây bây giờ mình chèn nữa đáp án đúng trước thì có nhá. Đấy, chúng ta chỉ chèn cái âm thanh vào một cái hiệu ứng thôi. Ở đây nó là mình đang làm cho cái ô chữ này là có hai hiệu ứng này, một cái hiệu ứng xuất hiện và một cái hiệu ứng là tương tác cái đúng này và biến mất đây này. Thì mình sẽ bấm vào đây thôi, mình chọn âm thanh vào một cái này thôi. Đấy. Cái này là cái đúng này. Thầy cô sẽ chọn cái âm thanh ở đây, dữ liệu đây mình em ghi đây rồi, đúng một đúng hai đây rồi, chọn một cái này. Đấy, khi bấm đúng thì nó sẽ có cái nhạc đấy đúng không ạ? Còn hai này là sai đúng không ạ? Hai cái đỏ lại này. Thì cô nhấn phím Ctrl và bấm cho trái thôi, được cả hai luôn, không cần phải làm từng một cái. Giờ mình sẽ chọn cái hiệu ứng sai. Đây mình sẽ chọn cái sai này chẳng hạn. À. Đấy. Bây giờ mình sẽ test thử thầy cô nha. Rồi, chạy. Rồi, xe chạy, câu hỏi xuất hiện đúng không ạ?
Bây giờ sổ đáp án này. Đáp án thứ nhất nước Việt Nam. Đáp án thứ hai nước Anh. Đáp án thứ ba nước Pháp. Bây giờ chọn nước Pháp. Mất đúng không ạ? Nước Việt Nam. Mất nước Anh. Nước Pháp. Đó. Thì thầy cô có thể chèn thêm một cái hình ảnh vỗ tay đây nữa cũng được. Nếu mà muốn làm thêm thầy cô nhá. Còn nếu không như này được rồi. Rồi tiếp theo bây giờ nó bấm đúng không ạ? Bấm vào đây đúng không nhỉ? Để cái hình nó bắt đầu di chuyển đúng không ạ? Mất đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ làm hiệu ứng tiếp để cho cái hình này mất thầy cô nhá. Rồi. Thì đây bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cóp lại cái ảnh này thầy cô nhá. Đấy, chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ cóp lại cái ảnh này này. Đấy, cóp lại cái ảnh này. Và cóp lại cái phông này này nhá thầy cô nhá. Ta sẽ dán sang cái thứ hai. Đấy, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ đây, xóa bỏ cái phông thứ nhất đi. Xóa bỏ cái phông 1 này đi này. Đấy. Lúc này là nó sẽ còn cái phông 2 này này. Đấy. Tức là cái câu hỏi này lúc này nó đang ở cái phông 2 này thầy cô nhá. Đây này. Khi chúng ta di chuyển này thì nó đang đang ở cái cảnh thứ 2. Đấy thì bây giờ chúng ta copy lại cảnh 2 xuống đây và giờ chúng ta tiến hành chúng ta lại insert, chúng ta tìm đúng không ạ? Cái ảnh để sang cảnh tiếp theo. Đây. Sang cảnh tiếp theo thì đây mình sẽ làm cái cảnh một cái cảnh đây nữa, đường nữa. Rồi tương tự chúng ta cũng sẽ kéo cho nó to đúng không ạ? Không đấy. Kéo cho nó bằng ảnh đây. Xem chiều dài nó vừa chưa, coi như vừa rồi thầy cô nhé. Đấy. Đấy rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta lại group hai cái ảnh này lại là một đúng không ạ? Đấy, chúng ta group thì cái ảnh kia nó bị mất đúng không ạ? Mình kéo ra mình cắt nó lên là được, cắt đúng không ạ? Đấy, nó sẽ là hại hiện lên trước, rất đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta lại tiến hành, chúng ta sẽ làm cái chuyển cảnh đúng không ạ? Hiệu ứng chuyển cảnh, lại animation, add animation và chúng ta sẽ vào cái mục cuối cùng đây, monition page, và chúng ta sẽ lại hiệu làm cái hiệu ứng led sang trái này. Tương tự như vậy chúng ta cũng lại chạy lại kéo đúng không ạ, cho hết slide. Đấy, đấy chúng ta sẽ kiểm tra. Đấy, đấy đúng chưa ạ? Nhưng mà lúc này thì nó bắt đầu nó lại phát sinh tiếp đúng không ạ? Đó là ở đây chúng ta phải làm cho cái chướng ngại vật này phải biến mất để xuất hiện cái chướng ngại vật tiếp theo. Thì lúc này thầy cô sẽ bỏ cho mình cái hiệu ứng này đi nhá. Đấy. Thầy cô sẽ bỏ cho mình cái hiệu ứng này đi này. Đấy, chúng ta remote bỏ đi. Bây giờ mà mình sẽ làm cho nó là thay vào đó là cái hiệu ứng là nó sẽ bị biến mất thầy cô nhá. Nó sẽ bị biến mất. Thì đây thầy hiệu ứng biến mất là cái hiệu ứng màu đỏ này thầy cô này. Khi bấm chuột cái này thì nó sẽ tự động nó biến mất. Đây mình bấm vào đây. Mình chọn các hiệu ứng khác nhau để cho nó biến mất thầy cô đấy. Đây mình lấy cái hiệu ứng thứ hai này nhá. This slow v out này. Đấy, tiếng Anh mình đọc không chuẩn mấy đâu nhưng thầy cô cứ quan sát này nhá. Rồi, ok. Rồi cho nó mất nha. Mất này. Đấy. Thầy cô chọn nhá. Sẽ tự động mất nhá, chọn hiệu ứng tự động mất này. Vì cái hiệu ứng này là hiệu ứng biến mất thì thầy cô sẽ chọn chế độ tự động mất khi nó chuyển cảnh thầy cô nhá. Còn hiệu màu xanh là cái chế độ xuất hiện thì mình khi chọn start with video này thì là nó sẽ tự động nó xuất hiện. Đấy. Khi chuyển cảnh. Rồi. Bây giờ cái hiệu ứng này biến mất đúng không ạ? Thì đồng thời là sẽ có một cái chướng ngại vật tiếp theo nó sẽ lại xuất hiện. Và mình lại tiến hành mình tìm cái chướng ngại vật tiếp theo thầy cô nhá. Rồi. Mình sẽ tìm một cái chướng ngại vật tiếp theo. Hôm nay là cái gốc cây rồi đúng không ạ? Bây giờ mình tìm kiếm xem nào. Quên mất cái này mình không có sẵn dữ liệu ra. Rồi thầy cô chờ mình một chút để mình kiếm.
xem có cái hình có cái viên đá mình để chỗ nào để mình lấy cái viên đá đó. Nhiều hình ảnh quá nhìn hoa hết mắt. Đây, viên đá đây rồi. Mình sẽ có một cái viên đá đây đúng không ạ? Cái viên đá vẫn xuất hiện tại chỗ này thầy cô nhá. Đấy. Thì mình lại làm cái hiệu ứng xuất hiện cho cái viên đá này. Đúng không ạ? Lại animation đúng không ạ? Lại chọn hiệu ứng xuất hiện đây. Và mình lại để nó là start with previous này, tức là xuất hiện sau khi chuyển cảnh này. Và thời gian mình để cho nó xuất hiện là 2 giây, 2 giây sau nó mới xuất hiện. Đấy. Rồi đây, chiếu luôn thầy cô nhá. Cái này biến mất đúng không ạ? Rồi, cái này lại xuất hiện, được chưa? Đồng thời lúc này đấy, lúc đồng thời lúc này là các câu hỏi gì cũng sẽ xuất hiện và xe cộ lại chạy đúng không ạ? Đấy. Thì nếu như thầy cô muốn sử dụng lại ba xe này thì thầy cô copy xuống thôi. Còn nếu chúng ta muốn tạo ra một những cái xe mới thì thầy cô sẽ lại tạo ra những cái xe mới bằng cách như ở trên. Như đây để nhanh chóng thì mình copy luôn thầy cô nhá. Mình copy luôn. Đấy. Hay thôi mình làm một cái hiệu ứng xe mới đi. Làm mấy cái xe khác thầy cô nhá cho nó thú vị. Rồi, mình sẽ vào lấy ba cái xe khác đi. Thành đây rồi. Mình sẽ lấy ba cái xe khác cho thầy cô này. Cái dữ liệu hình ảnh này của mình làm rất cực kỳ công phu thầy cô nhé. Rất nhiều các thầy cô hỏi mình có bán cái này không, nhưng mà hiện tại thì mình chưa bán thầy cô nhé. Sẽ có lúc mình sẽ chia sẻ cho thầy cô. Rồi. Ba cái xe đúng không ạ? Rồi mình lại để cái xe này chạy trước đây, mình lại để phát vào đây. Tiếp theo là xe này, quay đầu chúng ta quay đầu nó lại. Cái xe này hơi to đúng không ạ? Thu bé nó lại một chút. Nó to quá. Tiếp theo là cái xe của cảnh sát đây thì phải. Đấy, ở đây. Và cái xe này thầy cô nhé. Thế cô lưu ý cái bánh này, cái bánh của nó thì cô phải căn nó vào giữa ở giữa đường này nhé. Rồi chúng ta sẽ lại tiến hành làm hiệu ứng cho nó. Animation, animation, motion, path này lại chọn led. Rồi và chúng ta lại kéo ra. Đây. Đấy, chúng ta cô nhìn cái ô tô mờ này này, nó đi đâu này. Đấy. Tiếp theo là cái ô tô này. Thầy cô làm tương tự. Khi mà đã làm được một slide rồi thì các slide tiếp theo làm nó rất là dễ thầy cô nhé. Tương tự cũng kéo nó ra. Tiếp theo là cái xe thứ ba này. Cũng làm như vậy. Lại chọn led và lại kéo cho nó ra. Lúc này mình sẽ để cho ba cái xe này đi với cái tốc độ nhanh hơn mấy cái xe hôm nãy một chút thì cô nhé. Đây mình để chậm thôi. Hôm nãy là rất chậm, bây giờ mình để chậm. Đấy. Xe này vẫn là đi trước này. Còn xe này lại đi sau này. Đấy, mình chia khoảng cách ra. Rồi. Cái xe này để 3 giây. Rồi, cái xe đầu đầu tiên này nó mình xem kiểm tra lại nó đúng 2 giây chưa. À đây đang chưa có này. Cái mục delay này chính là cái mục mình để cái thời gian để cho xe hoặc là ảnh nó bắt đầu nó chạy oxy hiện thầy cô nhá, 2 giây này. Xe thứ ba này, 4 giây này. Đấy, 4 giây. Và để là cái chế độ gọi là tự động chạy. Đây, start with previous này tự động chạy khi chuyển cảnh này. Thì hôm nay là tương tự là cái những cái chướng ngại vật này là nó vẫn đang mình lại làm nó trước, cho nên là khi mình có cái ảnh sau thì cái ảnh nó lại đang trước cái này, thì bây giờ mình sẽ cắt lại ba cái này nó lên lại rồi mình dán lại để cho nó ra đằng trước thầy cô nhé. Rồi bây giờ mình sẽ trình chiếu lên để nhìn xem nào. Đây chuyển rồi đúng không ạ? Đấy. À, ba cái ô tô này đang vẫn đi cùng đúng không ạ? Kiểm tra lại nào. 2 giây này được rồi, ok. À, nó bị nhảy mất giây thầy cô ạ. 3 giây giả lại cho nó. Đấy. Không lý cái này 4 giây. Đây,
Thầy cô để ý cái màu xanh này đấy. Thử nè. Mất cái chướng ngại vật, cái mới xuất hiện. Xe chạy. Đấy, xe chạy hoàn toàn đúng không ạ? Rồi, cái xe này nhìn hơi to, cho này xe này cho bé bé nè. Được không? Tiếp theo, đúng không ạ? Mình sẽ lại chèn nó tiếng. Nếu mà thầy cô ở đây chèn nó tiếng ở đây, mình bấm vào slide này thầy cô nhá. Cái đầu này, cái hiệu tiếng ô tô chạy ấy. Effect no sound đúng không ạ? Đây chọn cái hiệu ứng này, hôm nay là ô tô có còi đây đúng không ạ? Ô tô có tiếng còi đây. Rồi. Đấy, xem nào. À, ở đây thì chúng ta sẽ không sử dụng cái ô tô cái tiếng còi thầy cô nhá, mà lúc này là cái khi mà bấm vào cái biểu tượng hình người này đúng không ạ? Thì là lúc này là tức là ở đây là trên này này thầy cô này. Trên này tức là vừa trả lời được một câu hỏi đúng rồi đấy. Thì lúc này bấm cái tiếng hò này nó sẽ có cái tiếng hò reo đúng không ạ? Tiếng reo hò tức là thắng cuộc ấy, thì mình sẽ chèn một cái âm thanh thắng cuộc vào đây thầy cô nhá. Đây. Ô tô gì ở đây đấy. Tức là khi thắng cuộc đúng không ạ, thì vật chướng ngại vật rồi thì sẽ có tiếng reo hò này đấy. Vẫn xe chạy đấy, đẹp vào thầy cô nhá, âm thanh rất là hợp lý. Thì để tạo ra những âm thanh đấy thì ở những cái video trước ấy có thể ghép được, nhờ thầy cô có thể ghép trên cái Camtasia này thầy cô nhá. Mà thầy mình đã có cái phần hướng dẫn rồi đấy, thầy cô có thể chèn ghép rất nhiều đoạn âm thanh trên cái Camtasia này. Còn nếu cắt mình sẽ sử dụng cái GoWave này để mình cắt này. Thì thầy cô là muốn biết cách sử dụng GoWave này thì mình sẽ lại làm video hướng dẫn sau, hoặc thầy cô có thể tìm hiểu trên mạng. Rồi bây giờ mình sẽ lại câu hỏi xuất hiện đúng không ạ? Thì bây giờ mình copy lại câu hỏi thôi thầy cô nhé. Mình copy lại này. Nếu mà thầy cô muốn làm mới cũng được, còn nếu không chúng ta copy. Mình copy lại đây, mình dán đây cho nhanh. Đây đúng không ạ? Đây mình đổ cái màu đáp án này cho thành màu khác đi. Cho màu chữ màu đỏ đi. Đấy nhìn cho khác. Nhìn cho nó đẹp hơn đúng không ạ? Không có lại câu hỏi một màu, chữ một màu nó trùng màu với nhau, nó xấu. Đấy. Thì tương tự này, câu hỏi thì thầy cô lại đặt câu hỏi thôi. Đâu là hình ảnh xuất hiện trong bài hát chúc mừng sinh nhật đúng không ạ? Thì đây lúc nãy đáp án đúng là cái ở giữa đây đúng không ạ? Thì thầy cô viết đáp án đúng ở đây đã. Thì ở đây nó là bông hoa đúng chưa? Đấy. Thì đây đoạn là cái áo này. Hộp quà. Được chưa ạ? Thì giờ mình giả sử như nếu mình muốn thay đổi vị trí của nó thì mình thay đổi đi thôi. Mình muốn là cái đáp án đúng này nó phải ở dưới thứ ba này cơ. Thì thầy cô nhấc kéo nó xuống. Cho nó xuống. Ba mình sắp xếp này. Mình lôi nó xuống. Đó, thì thầy cô để ý cái hiệu ứng bên này nhá. Thì thầy cô phải để ý thứ tự của nó là như này là xuất hiện trước này, như này xuất hiện thứ hai này, và như này thì xuất hiện thứ ba. Thì đây mình xem cái áo của nó này thì đang là cái số thứ hai đúng không ạ? Đấy, cái hộp quà lại là thứ tư. Đấy, cái bông hoa là thứ ba. Như vậy cái ba cái bốn phải đổi chỗ với nhau, thì thầy cô chỉ cần nhấn giữ chuột trái đây kéo lên. Thế như vậy là đây 1 2 3 đúng không ạ? Đó, chúng ta kiểm tra luôn. Rồi, câu hỏi xuất hiện, đúng không ạ? Bấm này. Cái áo này. Hộp quà này. Bông hoa này. Đấy. Đây thầy cô có thể là chọn cho cái hiệu ứng khác thầy cô nhá. Ở đây mình có thể là chọn một cái hiệu cái âm thanh khác, nghe cho nó khác đi. Mình có thể là chọn hộp quà đúng này là mình sẽ để cho một cái âm thanh khác đi. Đây, mình sẽ thay cái âm thanh khác. Cái này là sai. Đây là bông hoa là đúng này. Đây. Timing effect. Ở đây đang là đúng 1 đúng không ạ? Mình sẽ chọn một cái đúng khác của mình đi. Đây đúng 2 đi. Đó.
Thì ngay thầy cô để ý là ở đây là đây hai cái trên này là cái âm thanh khác đúng không ạ? Thì đây mình sẽ thay nó một cái âm thanh khác đi. Đây là size 1 này, mình sẽ chọn một cái âm thanh khác đi. Chọn cho nó một âm thanh khác thì cô nha, cánh diều này, cho âm thanh mình sẽ chọn cái âm thanh biến mất vút đi đấy. Đấy đấy rồi, test lại thầy cô nha. Nào, ra này biến mất đúng không ạ, vút vút đúng không ạ, chính xác luôn ạ. Ok, như vậy là mình xong hai câu hỏi đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ trình chiếu lại từ đầu để xem nó chạy như nào thầy cô nha. Đây, quay lại trình chiếu lại từ đầu. Rồi, à đây chúng ta thấy là nó còn đang bị thiếu cái mất cái nhạc nền thầy cô ạ. Chúng ta sẽ chèn cái nhạc nền vào đây nhá. Thì thầy cô vào insert này. Chúng ta vào cái audio này. Đấy, thầy cô sẽ chèn cho nó một cái nhạc nền ở đây. Nhạc nền cho trò chơi đây, mình sẽ cho nhạc nền cho trò chơi đây đấy. Thầy cô để ở góc này hoặc để hẳn ra ngoài này cũng được, tùy thầy cô nhé. Mình để ở góc này thì mình có thể là chỉnh âm thanh to nhỏ được, còn để ở ngoài này thì lúc trình chiếu lên mình không chỉnh được. Đây giả sử như mình để ở góc này này, thì thầy cô ở đây thầy cô chọn cho mình ở cái chế độ Start with Video này nhé, xong bấm lại vào cái biểu tượng cái loa này, và ở chế độ Playback này thì thầy cô để cho mình là automatic tức là tự động, nếu để on click tức là thầy cô phải bấm một cái loa nó mới chạy âm thanh cơ đấy, hoặc bấm một cái hình này nó mới chạy. Rồi bây giờ trình chiếu lên này, đó có nhạc đúng không? Rất vui không ạ? Nếu mà muốn nhỏ thì cô thu nhỏ lại đây, ra đây cái loa này thầy cô kéo xuống này đấy, cái nhạc nhỏ đúng không ạ? Rồi bấm để xem hướng dẫn chơi đúng không ạ? Tạch hiện ra đúng không ạ? Thì ở đây mình có thể là thêm một cái nhạc nó vào đây nữa. Rồi chúng ta lại insert, chúng ta lại chọn một cái nhạc nào đó vào đây. Đấy. Thì đây mình chèn cái nhạc bất kỳ thì mình lấy lại cái nhạc lúc nãy thôi thầy cô nhá. Mình lấy một cái nhạc thôi cho nó. Đấy. Mình lấy lại một cái nhạc đây thôi. Lại chọn start này. Bấm lại cái loa này, playback này, chọn automatic này. Thì nó cũng sẽ tự động nó chạy cái nhạc đấy. À, mình chọn automatic chưa thầy cô nhỉ? À, automatic đây rồi. À, đây nó có cái hiệu ứng nó chạy trước đúng không ạ? Thì đây mình đẩy cái nhạc lên trước để đi đấy. Đấy, mình cho giảm cái âm lượng xuống thầy cô nhé. À rồi, xin lỗi thầy cô ở cái chỗ này. Để mình kiểm tra lại xem nào. Cái này nó đang là cái nào đây? Start này đúng rồi. À đây mình chọn cái này sai thầy cô này. Mình phải chọn Start này này này. Lúc nãy mình bấm nhầm đấy. Rồi. Bây giờ Start rồi thì mình đẩy cái nhạc này xuống dưới là được thôi. Thì cái chữ này nó sẽ ra. Đấy, thầy cô nhá. Mình giảm cái âm lượng xuống. Đấy, trò chơi đúng không ạ? Bấm vào hai bạn cũng vậy để bắt đầu thì nó chuyển này đúng không ạ? Rồi thì bây giờ mình lúc nãy ở đây là mình có làm một cái chữ này bên này này đúng không ạ? Chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình đây này đúng không ạ? Đây chúng ta cùng bắt đầu nhé các bạn này đúng không ạ? Đây copy luôn các bạn đánh nhé, ta cùng bắt đầu đây. Thì bây giờ là cái này bắt đầu thì nó phải làm cái hiệu ứng biến mất, để bấm này biến mất thì thầy cô đây animation đúng không ạ, chọn hiệu ứng biến mất đó, thì khi bấm đi bắt đầu là biến mất thầy cô nhé. Đây with period mình xin lỗi thầy cô, lúc này chúng ta chưa chọn này, chúng ta phải chọn là đây start with period tức là sẽ biến mất khi chuyển sang slide. Ồ, để mình xem nào.
Cái này để xem cái slide chuyển cảnh nó là cái đầu tiên rồi. Vậy thì cái chữ này nó sẽ xuất hiện. Nó dàn sẽ biến mất sau cái chuyển cảnh này thì phải kéo. Thầy cô nhé. Chúng ta nhấn giữ chuột trái ta kéo lên chỗ group 6 này. Đây cái chuyển cảnh là group 6 này. Đấy thì khi bấm chuyển cảnh cái thì cái chữ đồng thời nó sẽ biến mất theo. Nếu không là mình để ở dưới này thì nó sẽ phải một loạt những hiệu ứng này xong thì cái chữ mới biến mất được. Hãy test lại thầy cô nhé. Đấy nó biến mất cái chữ ấy rồi. Chuyển là đúng ạ. Rồi bây giờ mình sẽ xem lại một lượt từ đầu xem thế nào thầy cô nhá. Rồi bắt đầu. Bấm. Đó, bắt đầu. Rồi. Rồi ô tô đúng không ạ? Ô tô xe cộ chạy là khá đẹp rồi. Đáp án này. Đấy, ba đáp án cho các bạn em học sinh lựa chọn Việt Nam, nước Pháp, nước Anh. Đúng ạ, di chuyển. À như vậy ở đây thầy cô thấy là chúng ta phải nháy đúng không ạ? Ở đây chúng ta đang thấy là chúng ta phải nháy hai lần đúng không ạ? Nháy hai lần. Đó, nháy hai lần thì cái hình ảnh nó mới chạy. Thì ở đây cái hình ảnh này sang cái câu hỏi tiếp theo này. Thì thầy cô ở cái mục slide đầu này thầy cô sẽ chuyển cho mình xuống thành Start with video này. Rồi bây giờ mình sẽ chạy lại này. Rồi. Pháp Việt. Đây. Đấy. Thế là nó chạy luôn rồi cô nhá. Rất đơn giản thế thôi. Rồi tương tự như vậy thì bây giờ là chúng ta sẽ làm cái câu tiếp theo. Thì đây mình sẽ làm cái câu cuối cùng thầy cô nhá, tức là đây đã đi đến được đến trường đúng không ạ? Đó. Mình sẽ copy lại toàn bộ cái ở trên này cô nhá. Copy tất mà cái ở trên lại dán xuống. Rồi, thì lúc này là cái chướng ngại vật này bắt đầu xuất hiện bên hình ảnh bên này đúng không ạ? Thì mình lại bỏ cái ảnh bên này đi. Đấy. Đúng không ạ? Bỏ ảnh bên này đi, mình để cái ảnh kéo ảnh này giả lại vào đây. Đúng không ạ? Bây giờ là mình insert cái ảnh mà đã đến được đích thầy cô nhá. Thì đây mình để cái ảnh đích là đến trường thì mình sẽ copy cái ảnh mô phỏng ở trường đây thôi. Đây là copy cái ảnh mô phỏng thầy cô nhá. Đây. Mình cắt mấy cái này ra trước đi đã. Đấy. Cái ảnh ở đây. Kéo cho nó bằng nào. Bằng chưa? Đó. Mình chỉnh cho nó bằng nó khớp. Mình các thầy cô mà làm khi mà cái thầy cô làm design cái ảnh này này, cái thầy cô thiết kế nó càng ăn khớp nhau thì khi cái hình ảnh nó chuyển lên cảnh nó càng đẹp thầy cô nhé. Đấy. Và bây giờ là mình lại tiến hành mình lại group hai cái ảnh này lại thôi. Group. Đấy. Rồi. Bây giờ những cái câu hỏi nó đang bị ẩn đằng sau đúng không ạ? Đây. Đang bị ẩn sau thì cô kéo nó lên này. Chúng ta nhấn Ctrl A. Đấy, chúng ta tích lại vào cái ảnh này để chừa nó lại. Còn những cái này chúng ta bấm một cắt dán lại lần nữa, như vậy cái ảnh nó sẽ đằng sau. Rất đơn giản vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ làm hiệu ứng cho cái ảnh này di chuyển thôi. Chúng ta lại chọn Motion Paste này. Chúng ta sẽ chọn LED. Để cho lại. Và chúng ta lại tiến hành kéo cái ảnh. Cho nó sang đúng không ạ? Là các bạn lúc này đã đến trường đúng không ạ? Những xe mình cứ để nguyên thầy cô nhá. Cái xe tạm thời mình cứ để nguyên. Thì ở cái ảnh đầu tiên này này thầy cô này. Khi nó chạy từ đây sang đây đúng không ạ? Đây mình test ở đây này. Đấy, câu hỏi xuất hiện này. Bông hoa này. Bấm sang đây thì nó chưa đi ngay đúng không ạ? Thì muốn nó đi ngay thì ở cái ảnh cuối cùng này thầy cô này. Ở cái ảnh này này. Thì thầy cô lại đẩy cái hiệu ứng của nó thầy cô nhá. Hiệu ứng của nó là thầy cô cho nó lên đầu tiên này. Và thầy cô chọn cho mình là cái Start with video giống như ảnh trên rồi đấy. Để khi mình từ cái ở ảnh trên này này mình bấm
học mà sau khi trả lời đúng ấy, mình bấm vượt qua chướng ngại vật nó sẽ tự động nó chạy xuống dưới này luôn. Đây, câu hỏi. Đấy. Chạy luôn đúng không ạ? Đấy, thì ở trên cái đây, slide chạy này mình lại chèn cái âm thanh vào. Nhưng cái âm thanh lúc này là âm thanh đã đến trường rồi đúng không ạ? Thì thầy cô có xử lý cái âm thanh đúng không ạ? Sao cho nó hợp lý nhất? Thì đây mình đã xử lý. Đây, kết thúc trò chơi này, mình chèn thêm một số tí nhạc nữa. Ngoài cái ô tô còn có tiếng nhạc một tí nữa. Thì đến chỗ này bây giờ là không còn câu hỏi nữa, mình về đích trường rồi thì bỏ câu hỏi đi thầy cô nhá. Thì lúc nãy mình con nó còn đây thì bỏ đi. Vượt chướng ngại vật là về đến đích đến trường rồi. Đến trường ở đây thì đến trường đây thì mình để một cái hình ảnh, tức là một cái bạn nhỏ xuất hiện đây như bên này đây thầy cô này. Đây. Đấy. Mình sẽ copy lại luôn mấy cái bạn này, mấy cái cảnh này, ảnh này thì sang làm cho nhanh thì cô nhé. Đấy, mình copy sang thôi nhưng mà xong mình sẽ làm lại. Mình sẽ làm lại để cho các thầy cô hiểu này. Ở đây nó đang có hiệu ứng đây đúng không ạ? Mình remote bỏ đi đã. Đấy, để cho nó chưa hiệu ứng gì. Đúng không ạ? Đây. Nó nguyên đây đúng không ạ? Rồi, ở đây thì sẽ không có cái chướng ngại vật này nữa thầy cô này. Không có cái viên đá này nữa, nay mình copy nó vẫn đang còn cái viên đá này. Đây, bỏ cái viên đá này đi. Lúc này là mất cái chướng ngại vật này là có cái bạn này đứng ra là bạn chào rồi đúng không ạ? Đây. Mình sẽ group cả ba cái này vào thầy cô nhé. À, mình group cũng không group được. Để cho ba cái này cùng xuất hiện thôi. Đây, elimination, add ba cái xuất hiện này. Và xuất hiện đây là xuất hiện sau thời gian mà mình sẽ để. Start với video này, tham mình này, thời gian mình sẽ để đây 4 giây thử xem nào. Xe ô tô chạy hết xong thì các bạn xuất hiện. Rồi. Thế thì phải để 4 giây này chưa đủ đúng không ạ? Xe chạy chưa chạy hết, mình để lên tầm 7 giây. 5, 6, 7 đi. Nào, để xem nào. Đấy. 7 giây thì nó vẫn là lại vẫn hơi lâu, lại hơi lâu đúng không ạ? Chuyển xuống 6 giây xem nào. Mình thấy cô cứ điều chỉnh cái thời gian làm sao nó khớp thôi. Đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ cho thêm một cái hiệu ứng, tức là cái hình người này nó sẽ lắc lư một tí đúng không ạ? Thì thầy cô lại vào Add Animation này và cái titer này thầy cô này. Lắc này này. Rồi mình bấm Start with video này, tức là bắt đầu, tự động sẽ bắt đầu ngay sau khi những cái hiệu ứng trước đúng không ạ? Timing mình chỉnh thời gian lên. Là mình chỉnh cái số lần lắc đi, mình chọn cho đến khi gọi là kết thúc. À, đây. Repeat này, số lần lặp lại này, mình chọn cho đến khi kết thúc slide. À, bây giờ mình xem này. Ô tô chạy hết này. Đấy. Rồi. Thì ở đây mình thấy cô ở đây nó có hai cái hình hai cái bạn này đúng không ạ? Thì mình có thể thêm một cái câu đây đúng không ạ? Chúc mừng các bạn đã đến lớp đúng giờ đúng không ạ? Đây, giả sử mình sẽ copy lại luôn cái này đúng không ạ? Dán đây. Thì hai bạn nhỏ này là đứng ở góc này đúng không ạ? Thì mình để đây. Kéo nó lại. Đây, cái chữ này mình đánh riêng nó ra thì mình không để cái ô đánh riêng cho nó dễ chỉnh này cô này. Rồi.
Đây thì mình thử xem thầy cô nhé. Đấy, thế thì cái lúc này là cái chữ này mình muốn nó phải ra, khi nó chuyển đến đây luôn thì mình sẽ đẩy cái này đúng không ạ? Mình sẽ cho cái thời gian của nó là đây, mình sẽ để 2 giây thôi, tức là chỉ sau 2 giây là xuất hiện thôi, khi đến cái cảnh chuyển cảnh là xuất hiện luôn. Rồi thử xem nào. Đấy, khó luôn đấy, đưa nhưng mà nó đang hơi to, nó chèn mất lại mặt người đấy bộ. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại. Mình chỉnh lại. Đây. Xoay cái khung này lại một tí nữa. Mình ghi đây, ví dụ mình ghi là câu này chúc mừng này chả. Các bạn đến lớp đúng giờ. Đấy, đến trường cũng giờ tùy. Thầy cô có đặt câu ở đây tùy. Cho cái chữ này bé hơn một chút, cho cái ô này bé hơn một chút thầy cô nhé. Thầy cô có thể làm cái ung khung khác, ô khác. Mình lôi nó ra thì cho nó này, cho nó tròn trịa cho nó đẹp này. Rồi mình kiểm tra xem vị đấy, để vị trí này là cũng tương đối rồi đúng không ạ, tương đối là đúng rồi đấy, vị trí đúng rồi đúng không ạ. Rồi dịch nó ra một tí nữa, cho cái chữ này lên, thế này xấu hơn, để cái chữ này như này đẹp hơn. Rồi xem nào, đó chữ rất là đẹp rồi đúng không ạ. Rồi học sinh đón này. Rồi ok thầy cô nhá, như vậy là chúng ta đã xong cái trò chơi này rồi đúng không ạ? Rất đơn giản. Bây giờ chúng ta sẽ test lại một lần từ đầu đến cuối trò chơi này thầy cô nhá. Rồi. Kéo nhạc này. Bắt đầu. Đấy, thầy cô giảm cái nhạc xuống mà thầy cô đọc hướng dẫn cho các em. Rồi sau khi hướng dẫn xong thì chúng ta bấm bạn nhỏ. Ở đây cái bạn nhỏ nó đang chen với bước 4 thì thầy cô có thể là kéo cái bạn thu nhỏ hai bạn này một tí nhé, hoặc là kéo cái ô này xây lên trên một tí là được không? Bắt đầu trò chơi này. Rồi. Cho xe cộ đi hết đúng không ạ? Bấm đáp án này. Mất đúng không ạ? Mất. Giật. Chạy luôn đúng không ạ? Đó, xe cộ đường phố chạy rất đẹp đúng không thầy cô? Tức là nhiều thầy cô khác cũng thiết kế cái trò chơi hình chướng ngại vật này này, nhưng mà thầy cô không để ý đến những cái chi tiết khác thì nó sẽ làm trò chơi nó không được sinh động. Thì khi mà mình thiết kế mình để ý rất kỹ phần này thầy cô nhé. À, đáp án cái áo không phải đúng không ạ? Hộp quà không phải, đồ hàng. Rồi thế như vậy là trên đây là mình đã hướng dẫn thầy cô thiết kế xong toàn bộ cái trò chơi vượt chướng ngại vật này rồi thầy cô nhá. Nó rất đơn giản như vậy thôi, thầy cô chỉ cần xem và thực hiện theo đúng cái hướng dẫn của video là thầy cô sẽ làm được. Và cái quan trọng nhất đấy là thầy cô phải lên cái khâu thiết kế những cái hình ảnh này. Thầy cô phải lên cái khâu thiết kế những cái hình ảnh video rồi thì âm nhạc đó sẵn để khi mà mình làm trò chơi là mình sẵn tư liệu thôi. Còn khi mà mình vừa làm mình vừa tìm ấy, thì nó sẽ hơi mất thời gian thầy cô nhá. Thì video mình ngày hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Và các video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ rất nhiều cái phần mềm hữu ích nữa. Ví dụ như cái phần mềm về soạn nhạc chẳng hạn. Thì mình sẽ chia sẻ và mình sẽ giới thiệu tới thầy cô. Thì các thầy cô mà xem video thấy hữu ích thì sẽ hãy cho cái kênh của mình xin một like, một lượt đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ mình
có thêm động lực để làm kênh thầy cô nhé. Kính chúc thầy cô sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc thầy cô sẽ thiết kế được nhiều cái trò chơi vui, hấp dẫn và thú vị để cho các em học sinh sẽ có những cái sự trải nghiệm mới lạ trong mỗi cái giờ học của mình. Xin chào và xin hẹn gặp lại các thầy cô ở các video tiếp theo. Chào các thầy cô.